Mình chào quý bà con cô bác, mình Toàn đang ở tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và hôm nay là mình Toàn có dịp có cái việc ở phường Mộ Lao, thành mình Toàn đang lượn đường. Chính vì thế mà mình Toàn cũng gửi một số cái hình ảnh Lao này đến với bà con cô bác nhằm giúp bà con cô bác hiểu thêm về phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội ngày nay. Đây là khu này, là khu gần với chợ Mộ Lao. Phải đây. Mộ Lao chỉ là một phường của quận Hà Đông mà thôi. Sống ở phường Mộ Lao thì nó cũng chưa sầm uất như ở các cái khu trung tâm. Và mình Toàn hôm nay là có đi đến phường Mộ Lao có một chút công chuyện. Đáp là có điện thoại chút. Alo. Nghe đây. Trên đấy có thì trên dưới phải có thế chứ, khó ấy đi chứ, nó chỉ là như thế thôi. Bên dưới nhà bếp có mà bên trên không có, đúng không? Anh hiểu vấn đề, nhưng mà bây giờ vấn đề đấy phải lên nhảy lên kiểm tra nước, kiểm tra ấy nữa cơ. Thì đừng có bật nóng lạnh lên. Thì thế đừng nên khói, chính vì không có nước mới không bật nóng lạnh, sợ nó cháy nổ. Nhá.
Mời thật lòng xin lỗi quý bà con cô bác, bởi vì mình toàn có cuộc điện thoại. Ở đây là Minh Toàn đang đi tìm một cái văn phòng để cho người em thuê. Thành ra là Minh Toàn mới lượn đường nhiều như này ấy, quý bà con. Toàn sẽ lượn vào khu mộ Lào này tiếp. Này thì cuộc sống cũng rất là yên bình các bạn. Ở đây không phải là Minh Toàn không biết đường, mà Minh Toàn đang cố tình lượn đi lượn lại để mà Minh Toàn thuê một cái văn phòng giúp cho người em ở Hà Nội. Chính vì thế mà Minh Toàn đang lượn xe máy và cũng tranh thủ cái lúc lượn xe máy này để gửi một số hình ảnh về Mộ Lao đến cái bà con cô bác, nhằm giúp bà con cô bác hiểu thêm về Mộ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội ngày nay. Treo biển cho thuê nhà nhưng mà lại sẽ mất rồi. Đây căn nhà này, trong này khu đô thị mới nên nhà cũng khá đẹp đấy bà con nhỉ.